Ba anh nữ chính này phải thuộc về tôi. À, không biết làm nên trò chống gì không mà tự tin thế ớn. Được không anh? Được không anh? Như vậy được không anh? Sao giờ này con Linh nó còn chưa kịp tới nữa. Ba người nữa là tôi nói rồi. Nó tới con nó làm cái gì? Tôi kêu nó sửa tính bữa giờ mà nó có chịu sửa đâu. Đúng rồi, các bạn tưởng đó. Em đứng lên đây, em đậu, tôi chậm em. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo trong series Nhân Quả Thời Gian Đáng Giá Bao Nhiêu, được phát sóng trên kênh YouTube Siêu Sao TV vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2020.